Nguyễn Anh Chí có hỏi về vấn đề ứng xử của chúng ta ở Biển Đông. Thì chúng ta khẳng định là trên chủ trương, lập trường của chúng ta đó là tại Biển Đông chúng ta có đầy đủ cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chúng ta có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta có theo luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982, chúng ta có đầy đủ các cái quyền lợi về kinh tế trên cái vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta 200 hải lý. Và chúng ta được hoạt động các hoạt động kinh tế trong các vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Và quan điểm của chúng ta là kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền trên biển đảo và chủ quyền của chúng ta trên các hòn đảo của chúng ta đang quản lý. Và chúng ta cũng chủ trương đó là ở Biển Đông có tranh chấp về chủ quyền của một số nước và các bên liên quan. Thì việc tranh chấp chủ quyền thì phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, và đặc biệt là không được làm thay đổi các nguyên trạng ở Biển Đông, trên cơ sở là không sử dụng vũ lực để thay đổi các nguyên trạng và giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Và trong thời gian vừa qua, các hoạt động kinh tế của chúng ta trên các vùng biển, đặc quyền kinh tế của chúng ta vẫn được thực hiện. Và các lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ cho hoặc các hoạt động kinh tế của chúng ta trên vùng biển, cũng như ngư dân hoạt động đánh cá hợp pháp trong các vùng biển của chúng ta. Các hoạt động kinh tế của chúng ta tiếp tục được triển khai. Và chúng ta cũng kiên quyết để đấu tranh với những hành vi vi phạm đối với chủ quyền biển đảo của chúng ta, thông qua các biện pháp ngoại giao và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ chủ quyền. Thì đó là cái quan điểm của Đảng và Nhà nước.